Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Duy Cá Kiển của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi con cá leo Taban của mình nha các bạn. Thì lúc trước mình đã làm clip về con cá này rồi, thì lúc đó mình mới vừa mua về các bạn. Con cá của mình nó rất là nhỏ. Thì hôm nay mình update lại cho các bạn coi là sau một thời gian mình nuôi thì nó lớn như thế nào nha các bạn. Thì sau một thời gian nuôi thì nó cũng được 40 mấy gần 50 cân rồi đó các bạn. Và mình cũng không có cân thử, bởi vì khi mình bắt nó ra nó dãy rất là mạnh. Và các bạn thấy cái miệng của nó không? Cái hàm của nó rất là rộng. Và răng của nó không giống như những loài cá hổ hay là piranha răng lớn các bạn. Răng con này thì nó rất là nhỏ và nó trải đều khắp cái hàm của nó luôn. Chính vì vậy mà mỗi lần mà nó hút con cá mồi vào đó các bạn, thì con cá sẽ không thể nào thoát ra được. Thì bình thường mình thấy con này nó rất là thụ động các bạn. Mình thả trong hồ thì nó rất là ít khi nào mình thấy nó bơi lắm. Chỉ khi nào mà nó ăn đó các bạn thì nó bơi, chứ bình thường lúc nhỏ thì nó bơi nha. Nhưng mà mình nuôi khi mà đạt đến cái size này lớn rồi thì mình thấy con cá của mình nó rất là lười các bạn. Chỉ khi nào nó ăn thôi thì nó mới hoạt động. Thì con này sau một thời gian nuôi thì mình thấy nó rất là dễ nuôi luôn các bạn. Cái ngày đầu tiên mà mình bắt nó về á, là nó rách rất là nhiều. Người nó rách trầy, đuôi đồ, râu đồ nó đứt hết trơn vậy đó. Mình thấy mình mua về nhưng mà mình nghĩ là sẽ khó thể nào mà dưỡng được. Nhưng mà mình về mình thả đại thì mình thấy những cái vết thương của nó cũng lành lại rất là nhanh. Và sức đề kháng con này là rất là mạnh các bạn. Đây là một dòng cá được nhập từ nước ngoài nhưng mà mình thấy nó rất là giống con cá leo ở Việt Nam của mình. Thì mình cũng gọi nó là con cá leo Taban các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái hồ này của mình rất là to. Và mình thả nó vào mà nó dài gần nửa cái hồ đó các bạn. Lúc còn nhỏ thì nó rất là chịu bơi nha. Nhưng mà sau thời gian mình nuôi rồi nó mập lên, là nó chỉ nằm một chỗ thôi các bạn. Thức ăn chủ yếu của con này là mình chỉ cho nó ăn cá mồi thôi. Mình cho nó ăn cá mồi lớn các bạn. Còn bữa nào mà không có lớn thì bắt buộc là mình phải mua cho ăn cá nhỏ đỡ rồi. Chứ bình thường cái miệng cỡ này thì mình chỉ cho ăn cá lớn thôi. Các bạn thấy cái bụng của nó không các bạn? Đây là một con cá nó rất là ham ăn, cho nên khi mà các bạn mua cá mồi vài chục ngàn về chúng ta đổi vô thì một chút xíu là nó ăn hết các bạn. Và khi các bạn nuôi cái con cá này là các bạn lưu ý không có được nuôi chung với tai tượng châu Phi các bạn. Và hồng két hay là những cái dòng mà cá nhỏ nhỏ thì nó sẽ ăn tất cả luôn. Thì cũng cái con Taban này này các bạn, nó ăn của mình hết ba con tai tượng châu Phi các bạn. Hoàng tử Phi thì nó ăn hết 2 con. Hồng két thì nó ăn 2 con nhỏ. Những cái ngày đầu mình thả nó ra hồ thì mình nuôi chung được các bạn. Nhưng mà sau này nó đạt cái size này á, thì mình thấy những cái con cá trong hồ của mình nó dần dần bị mất đi. Thì mình để ý mình mới biết là con này nó ăn các bạn. Khi bình thường thì mình nhìn cái miệng của nó mình thấy nó đã rộng rồi các bạn. Nhưng mà đến khi mà nó săn mồi thì nó, cái độ co giãn nó hạ lớn ra để nó hút con mồi vào. Thì cái miệng của nó rất là lớn, cỡ những cái con hồng két size 2 ngón thì nó ăn rất là đơn giản luôn các bạn. Thì những cái video mà mình làm cho các bạn coi những cái con cá nào giờ mà mình quay đó các bạn, thì hiện tại là mình nuôi cũng còn đủ hết. Chỉ có con nóc MBU là mình để lại cho ông chú mình nuôi thôi các bạn. Chứ còn những cái con cá này thì từ từ mình sẽ update hết cho các bạn coi. Và mình sẽ quay thêm nhiều dòng cá kiển nước ngọt nữa cho các bạn xem. Và các bạn xem video của mình thì nhớ sub kênh và like video để ủng hộ tinh thần mình ra nhiều video hay hơn nha các bạn. Để tạo cho mình một động lực để mình tiếp tục những video hay hơn.
để phục vụ các bạn. Rồi vậy là ở đây video này mình quay cho các bạn thấy là con Taban này của mình nó lớn ở cỡ nào rồi, thì mình quay cho các bạn coi. Rồi và bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Rồi xin chào mọi người.